Ở chuyên đề tiếp theo này thì chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về danh động từ và động từ nguyên mẫu. Thì hai phần này thường học sinh cũng tương đối sợ. Thế nhưng mà tôi thấy là nếu như nói về mặt ngữ pháp căn bản thì không có gì đáng sợ hai cái phần này. Các em chỉ sợ một chút là ở cái phần như này. Thực ra là các em không sợ danh động từ nguyên mẫu, mà các em sợ là sợ ví dụ như là giới từ. Ví dụ như chúng ta có động từ cộng với giới từ, thì sau giới từ này là các em cộng với động từ nguyên mẫu đúng không? Nhưng mà các em thì rõ ràng các em cộng động từ nguyên mẫu các em biết, nhưng mà cái giới từ là giới từ gì thì các em mới sợ. Thế thật ra là các em lại cũng không sợ lên động từ nguyên mẫu, mà các em chỉ sợ là cái giới từ đi kèm ấy, và giới từ gì thì chúng ta mới không biết được thôi. Thế ở trong cái tiết học này thì tôi sẽ nghiên cứu và hướng dẫn cho các em về danh động từ. Đấy, danh động từ thì chúng ta sẽ bước vào bài Zorin. Danh động từ cũng giống như rất nhiều bài học khác ở trong cái khóa học của Học Mãi Trong VN thì tôi chủ yếu là đi vào bản chất của vấn đề và giúp các em hiểu tương đối cái bản chất của nó để chúng ta làm bài tập, chúng ta không quá đi sâu vào lý thuyết. Thì ở đây danh động từ thì chúng ta thường có cái dạng thức như thế nào? Hầu hết các em đều nghĩ là danh động từ có cái dạng thức là có bình đúng không? Có bình, có bình đúng không? Hoặc là tôi viết là doing cũng được. Nhưng mà đây chỉ là dạng thức căn bản nhất thôi. Chúng ta còn có những dạng thức khác nữa. Ví dụ như là dạng bị động cái này, bị động cái này. Mình có thể có gì ạ? Being, ha. Being đang cũng là được đúng không? Đây là dạng bị động. Doing này, cái này là being, being đang. Hoặc là trường hợp tiếp theo là đây là doing đúng không? Nhưng mình có thể dùng sang cái dạng hoàn thành, đó là having done cũng được. Having done, tức là mình đã làm xong cái gì đấy rồi. Thì cái này là doing, cái này là having, không vấn đề gì đúng không? Cái này doing, đây là having, đây là having done, ý là cái dạng hoàn thành của cái từ này. Cái tiếp theo là có thể là có cả bị động của cái này nữa đúng không? Thì mình có thể có là having been done cũng được luôn, được chưa? Cũng được luôn. Ví dụ như mình nói một câu như này, chúng ta có động từ to collect là sưu tập, sưu tập đúng không? Động từ to collect thì chúng ta sẽ có danh động từ, đó là danh động từ là collecting, đây là gerund, danh động từ collecting. Bây giờ các em sẽ phân biệt cho tôi danh động từ và danh từ, phân biệt danh động từ và danh từ, được chưa? Ở đây nhé, danh động từ là collecting, collecting. Thế còn là danh từ thì mình có một cái danh từ khác nữa, đó là danh từ gì? Collection. Nhưng mà danh từ collection thì nghĩa là gì ạ? Bộ sưu tập, đúng không? Collecting có nghĩa là cái việc sưu tập, cái việc sưu tập. Thế còn collection có nghĩa là bộ sưu tập. Việc sưu tập thì nó sẽ khác với bộ sưu tập. Thế này đều là danh từ nhưng mà cái nghĩa của nó khác nhau, đúng không? Như là như này, cái việc sưu tầm tem là sở thích của tôi. Collecting stamps is my hobby. Sưu tầm tem là sở thích của tôi. Thì đây là danh động từ đóng vai trò làm chủ ngữ này. Việc sưu tầm tem là sở thích của tôi. Nhưng mà mình có thể nói là tôi có một bộ sưu tầm những cái con tem quý, đúng không? Mình có thể nói là I have a collection of, ví dụ mình nói là of rare stamps, những con tem hiếm. Đúng không? Đấy. Thì các em thấy là ở đây collection nó sẽ khác với collecting ở mặt ý nghĩa. Một cái là việc gì đấy, còn một cái đó là nghĩa khác, ví dụ là bộ sưu tập. Còn cái gì đấy khác. Thấy chưa? Đấy, lưu ý nhá. Đầu tiên là bây giờ các em sẽ áp dụng cái câu này vào câu sau thôi. Một cái ví dụ như thế này. Cái gì đó to the seminar will be forwarded to guest. Đáp án A của chúng ta là invite. Đáp án B là invitation. Đáp C là invitations. Và đáp án D thì chúng tôi là inviting. Nhiều em khi mà chúng ta làm một câu hỏi như thế này thì các em lập tức là đi cho tôi inviting vào đây, được chưa? Inviting điền luôn,
hầu hết là liền luôn. Nhưng thực ra câu này đáp án D là đáp án sai. Ở đây chúng ta cũng có danh từ đứng làm chủ ngữ là B với C với D cũng là danh từ. Chắc chắn là không có ai chọn A rồi, đúng không ạ? Bởi vì là invite là động từ. Động từ thì không đứng đầu câu được. Đứng đầu câu này phải là một danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ. Thì cái này đều là danh từ này, cái này là danh từ này, cái này là danh động từ. Danh động từ nó cũng là một danh từ. Ba cái này là cái hợp lý hơn. Thế nhưng ở đây, inviting có nghĩa là việc mời, còn invitation có nghĩa là lời mời. Thế bây giờ là đây là việc mời hay đây là lời mời ạ? Cái gì đó cho cái buổi seminar này sẽ được chuyển đến cho tất cả những khách mời. Thì đó là người ta chuyển gì ạ? Chuyển việc mời hay là chuyển lời mời ạ? Chuyển lời mời, đúng không? Chuyển lời mời, chứ lại chuyển việc mời. Thế là chuyển lời mời thì chỉ có thể là đáp án B hoặc đáp án C. Mà ở đây đứng đầu câu không có mạo từ. Nếu mà có từ ân thì mình sẽ dùng ngay là ân invitation. Nhưng mà vì không có ân nên rõ ràng nó phải là danh từ đếm được số nhiều, phải là invitation. Hơn nữa, những lời mời này chuyển đến cho gì ạ? Nhiều khách, cái số nhiều thì đó là phải là invitation có S gì. Đáp án đúng của chúng ta câu này phải là đáp án C, chứ không phải là B cũng không phải là D. Được chưa? Thế nhiều khi các em cảm thấy là cứ thấy đứng đầu câu là các em cho bác mình là không phải đâu. Các em phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi mình lựa chọn các cái đáp án. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết danh động từ như nào. Đầu tiên các em phải hiểu danh động từ đó là cái việc gì đấy. Cái việc gì đấy, được chưa? Cái việc mời hoặc là cái việc sưu tầm tên. Việc sưu tầm, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một số cái cụm từ luôn luôn đòi hỏi phải có động, có danh động từ đi phía sau. Tức là thực tế ra nó sẽ có giới từ, đúng không ạ? Giới từ thì ở đây các em trừ cho tôi cái giới từ tu ra. Với giới từ tu, nhiều khi có thể là mình tu bớt. Thế còn lại thì ví dụ như là in, on, ở, rồi up, rồi about, vân vân. Thì tất cả những từ này đều cộng với lại phúc ích. Thì chẳng lẽ người ta lại dùng là believe in to do something. Người ta không dùng như vậy, được chưa? Chỉ có một số ít trường hợp mà hai giới từ đi kèm với nhau. Ví dụ như là catch up with, tức là đuổi kịp ai, keep up with, đuổi kịp với ai, đúng không? Hoặc là put up with, thì là chịu đựng cái gì. Thì trường hợp đấy thì cũng rất là ít thôi, không có nhiều, đúng không? Hoặc là face up to, là đối mặt với cái gì, thì cũng chỉ có một số ít trường hợp như vậy thôi. Còn lại thì hầu hết các cái cụm từ chúng ta đều là phrasal verb, dạng là một động từ đi với lại giới từ, hoặc là cụm tính từ đi với giới từ cũng được. Thế chưa? Chúng ta sẽ có những cái cụm như sau. Thứ nhất là chúng ta có to approve of, có nghĩa là đồng ý, chấp thuận về cái việc gì, đúng không? Ví dụ bạn có đồng ý với việc là tôi ở lại đây hôm nay không? Do you approve of my staying here today? Ví dụ thế, approve, đồng tình, đồng. Tiếp theo, chúng ta có động từ to apologize to someone for something thì viết tắt, đúng không ạ? Xin lỗi ai về cái điều gì. Thế các em nhớ ở đây có giới từ to này, đây là for này. Apologize to someone for something. Tôi xin lỗi cô giáo của tôi vì đến lớp muộn. I apologize to my teacher for coming late. Trường hợp tiếp theo đó là to believe. Believe in quá dễ rồi, tin tưởng vào cái gì cũng cộng với bác Minh, đúng không? Hoặc là to count on, tin tưởng vào cái gì. Hai cái này giống nhau. Rồi tiếp theo mình có từ to complain about something, hoặc là complain of doing something, phàn nàn về cái gì, yeah. Complain about something or complain of doing something, nghĩa là anh ấy rất là thường phàn nàn về cái việc tôi trở về nhà muộn, đúng không? He always complains about, mình nói là about. Bây giờ tôi nói câu này, anh ấy này luôn luôn này phàn nàn, đúng không? He always complains. Tôi có thể dùng từ about được, about. Thế tôi muốn nói là anh ấy phàn nàn về cái việc đi làm về muộn của tôi á, đúng không? Thế tôi đối với em là bây giờ mình dùng câu này như thế nào?
Nếu như các em dùng luôn là complains about coming home late, về nhà muộn, thì không ổn đâu. Thì không ổn đâu. Bởi vì sao? Trong trường hợp này thì sẽ là anh ấy luôn luôn phàn nàn về cái việc về nhà muộn. Tức là việc về nhà muộn này không phải của tôi, đây là việc của anh ấy. Nhưng mà anh ấy phàn nàn về cái việc về nhà muộn của anh ấy thì không phải. Đây là anh ấy phàn nàn về cái việc về nhà muộn mà của tôi cơ. Thế bây giờ các em để ý nhá. Cái coming này nó là danh động từ đúng không? À, danh động từ hoặc là danh từ đúng không? Thì trong trường hợp này mình cộng với lại một cái tính từ sở hữu. Ví dụ như là he always complained about my coming home late. Đấy, anh ấy phàn nàn về cái việc này của tôi mà. Thì ra là tôi ngay, đúng không? Hoặc là ví dụ như là anh ấy luôn luôn phàn nàn về cái việc về nhà muộn của Phương. Thì mình dùng tính từ sở hữu lại như kiểu là sở hữu cách. Miss Phương's coming home late. Anh ấy luôn luôn phàn nàn về cái việc về nhà muộn của Phương. Ví dụ thế. Thì đây, cái trường hợp này là các em nhớ cho tôi. Tình huống tiếp theo nhé. Complain này. Tiếp theo là confess to. Doing something. Ở đây là cái trường hợp đặc biệt với từ to mà mình vẫn cộng với doing. Confess to doing something. Thì cái từ này sẽ chính là bằng với lại là admit doing something. Admit doing something có nghĩa là thừa nhận làm cái việc gì đấy. Thừa nhận làm việc gì đấy. Đấy ạ. Confess to doing something bằng admit doing something. Tiếp theo là consist of. To consist of nghĩa là bao gồm. To consist of nghĩa là bao gồm. Bao giờ là something, danh từ hoặc là verb. Bao giờ sau giới từ cũng là danh từ hoặc là danh động từ. Được. Tiếp theo chúng ta có từ depend on, phụ thuộc vào cái việc gì đấy. Thứ hai, tiếp theo nữa là mình sẽ có từ dream of. Dream about something cũng là mơ về cái gì, nhưng mà cũng có thể là dream of doing something. Ví dụ như là tôi mơ về việc mua một cái chiếc xe Lamborghini, đúng không? I dream of buying a Lamborghini. Ví dụ thế. Tiếp theo là mình có động từ to and in doing something hoặc là something nhá. Tức là kết thúc trong cái việc gì đấy. Tức là rốt cuộc là phải làm cái việc gì đấy á. Ví dụ như là cuối cùng thì cô cũng đã quyết định cái việc là chọn khối D để học đúng không? Đúng là she and in choosing English to study. Cuối cùng là chọn tiếng Anh để học chẳng hạn. Rồi, tiếp theo mình có thể có từ give up cộng với lại verb. Ví dụ như trong câu là hãy bỏ thuốc nếu như bạn muốn sống thêm chục năm nữa. Give up smoking if you want to live longer. Đúng không? Hãy bỏ thuốc đi. Give up smoking. Rồi, tiếp theo là forget about. Forget about. Quên. Quên về một cái việc gì đấy đã làm. Hoặc là thậm chí mình thậm chí còn không cần dùng about cũng được. Forget doing something có nghĩa là quên là đã làm gì. Đó. Dùng forget không thôi cũng được. Từ tiếp theo đó là hesitate about, nghĩa là do dự về cái việc gì đấy. Hesitate about, do dự về cái việc gì đấy. Ví dụ như là đừng có do dự về việc hỏi tôi những cái câu hỏi mà các bạn không biết. Don't hesitate about asking me the questions that you don't know. Yeah. Đừng có do dự hỏi tôi. Don't hesitate. Tiếp theo mình sẽ có từ là insist on doing something. Khăng khăng làm cái việc gì đấy. Insist on doing something. Khăng khăng là phải làm gì đấy. Ví dụ như là anh ấy cũng khăng khăng là phải hôn tạm biệt tất cả mọi người trước khi ra sân bay. Và cuối cùng là ra sân bay thì anh ấy bị nhỡ chuyến bay đấy. Đúng không? He insisted on kissing everyone goodbye. Kissing goodbye là hôn tạm biệt. Insist on, khăng khăng phải làm cái việc gì đấy. Tiếp theo là too long for something hoặc là doing something, có nghĩa là mong chờ cái việc gì. Tức là I long for see you again. Tôi rất là mong đợi cái việc gặp các bạn một lần nữa. Ví dụ thế. Tiếp theo, look forward to cộng với mình.
look forward to, doing something. Cái từ này cũng phải cộng với danh động từ, nghĩa là mong đợi cái việc gì. Từ này rất hay được dùng ở trong cuối một cái lá thư thì mình hay nói là I look forward to hearing from you. Tôi rất là mong đợi cái việc là nghe lại thông tin từ bạn, đúng không? Bạn viết thư lại cho tôi đấy, là I look forward to hearing from you. Rồi trường hợp tiếp theo, object to. Các em chỉ biết cái từ object có nghĩa là tân ngữ đúng không? Object to mà doing something có nghĩa là phản đối cái việc gì đấy. Ví dụ là tôi phản đối cái việc là xem ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Đáng ra phải xem gì ạ? Cả tuần mới đúng không? I object to watching TV at the weekend. Ví dụ thế. Phản đối. Object to. Phản đối. Put off. Doing something. Trong số các em có ai là trì hoãn cái việc vào đại học không ạ? Nếu mà em nào có ý định là trì hoãn vào đại học thì tôi đặt câu hộ cho. Đó là câu là I will put off, đúng không ạ? I will put off entering the university. Tôi sẽ trì hoãn cái việc là vào trường đại học để ở nhà một năm chẳng hạn, đúng không? Câu tiếp theo, mình có thể dùng từ rely on, có nghĩa là phụ thuộc. À, tin tưởng vào ai cái gì? Nó giống như là depend on, rely on, là tin tưởng hoặc là phụ thuộc vào ai. Tiếp theo, mình có từ to result in doing something. Result in something hoặc result in doing something, nghĩa là có kết quả, gây ra kết quả gì. Mình có từ result in hoặc là result from. Một cái là result in nghĩa là gây ra kết quả gì, còn result from nghĩa là có kết quả từ cái việc gì, đúng không? Trường hợp tiếp theo, mình có từ là succeed in. To succeed in doing something có nghĩa là thành công trong việc làm gì. Thành công trong việc làm gì? Ví dụ là tôi đã thành công trong cái việc đó là giải quyết cái vấn đề đó. I succeeded in solving the problem. Giải quyết vấn đề đó. Tiếp theo, bây giờ là mình sẽ chuyển sang tính từ mà đi với dưới từ. Mình có tính từ là to be absorbed in doing something. To be absorbed in doing something có nghĩa là tập trung, rất là tập trung. Mình tập trung vào cái công việc gì, mình dùng cái từ là absorbed in doing something. Tập trung, rất là tập trung vào công việc gì. Hoặc là mình có là to be used to something hoặc là doing something. Hoặc mình có thể dùng là to be accustomed to something hoặc là doing something, có nghĩa là bắt đầu quen với cái việc gì hoặc làm việc gì. Gọi là used to hoặc là accustomed to, quen với cái việc gì. Ví dụ như là tôi bắt đầu quen với cái việc lái xe ở bên tay trái khi mà tôi sang Anh chẳng hạn, đúng không? Là I was used to driving on the left when I was in England. Thế tôi ở nước Anh thì tôi quen với việc lái xe ở bên tay trái. Trường hợp tiếp theo, những cái từ sau gọi là tính từ tức giận này. Angry, annoyed, furious. To be angry and not furious thì mình có hai kiểu. Một là about something, về cái việc gì. Hoặc là with somebody for doing something. Angry and not furious about something, with somebody for doing something. Có nghĩa là tức giận, giận dữ đối với về cái việc gì. Hoặc là giận dữ với ai vì đã làm việc gì. Bây giờ tôi rất là tức giận với việc là gì ạ? Một em ở đấy là không có làm bài tập của tôi, đúng không? I am angry with him for not doing my exercise. Thì có thể là for doing hoặc là for not doing cũng được. Cho cái việc nào, việc là không làm á, không làm. Mình cũng dùng là not doing cũng được. Dạ. Trường hợp tiếp theo là các em có thể dùng cái từ ashamed, to be ashamed. Đi với giới từ of có nghĩa là rất là xấu hổ về cái gì, rất là xấu hổ, ashamed of gì đó, xấu hổ về cái việc gì đó. Hoặc là mình có thể dùng từ capable, to be capable of, có khả năng về cái gì, to be capable of, có khả năng về cái gì.
Hoặc các em có thể dùng từ là content with, to be content with something, có nghĩa là hài lòng với cái gì hoặc hài lòng với việc làm gì, content with. Hoặc là các em có thể dùng từ là to be embarrassed, embarrassed, to be embarrassed at something, có nghĩa là rất là xấu hổ, rất là ngượng ấy, vì là đã làm cái việc gì, embarrassed at something. Hoặc là các em có thể dùng từ là sợ, tiếng Anh to be frightened of something, hoặc là doing something, hoặc là có thể dùng từ scared cũng đi với lại of, có nghĩa là rất là sợ cái việc gì. Hoặc các em có thể dùng từ ngạc nhiên, mình dùng to be surprised, ngạc nhiên, bắt buộc ba. Hoặc là bị sốc đúng không, mình có thể dùng từ là to be shocked, bắt buộc ba, rất là ngạc nhiên về cái việc gì đấy. Hoặc là responsible đi với cái gì ạ? Responsible for, bây giờ tôi chịu trách nhiệm cái việc là dạy các em ngữ pháp. Đó, I'm responsible for teaching you grammar, đúng không? Hoặc là tốt hoặc giỏi về cái gì? Ví dụ là good, hoặc là bad, hoặc là có kỹ năng, skill. At something, hoặc là at doing something. Ví dụ là tôi rất là có kỹ năng trong cái việc là giảng dạy. I'm skilled at teaching grammar, tức là rất là có kỹ năng trong việc dạy ngữ pháp ạ. Đấy, ngữ pháp các em hiểu nhanh, thế là gọi có kỹ năng. Còn mình có thể dùng câu là có kinh nghiệm, là experience, to be experience. Thì experience lại phải đi với in. Nếu tôi có kinh nghiệm trong việc giảng dạy ngữ pháp lại là I am experienced in teaching grammar. Thế là có kinh nghiệm trong việc làm gì. Tóm lại là giới từ cũng tương đối khó đúng không? Thế còn là nếu như mà cô có giới từ sau đấy cộng gốc in thì lại là dễ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chuyển sang một số cái phần bài tập. Còn rất nhiều phrasal verb khác nữa, còn rất nhiều các cái cụm từ khác nữa, cũng giống như trong bài tổng hợp từ, thì tôi sẽ cho dần các em ở trong cái phần tài liệu tự học. Bây giờ chúng ta sẽ thử một câu như này nhá. Làm thì rất là dễ, nhưng mà các em sẽ phải quen với lại cái giới từ của nó. Thank you for. Nếu mà người ta cho từ lend us the book. Rõ ràng câu này là sẽ dùng luôn là lending đúng không? Thank you for lending us the book. Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi mượn cái cuốn sách đó, đúng không? Cái này đơn giản là dùng lending. Thế nhưng mà nhớ là thank you for, cảm ơn bạn vì, và vì cái việc là đã cho chúng tôi mượn. Đấy, cảm ơn vì là cái việc đó, cái việc mà bạn đã cho chúng tôi mượn cái cuốn sách đó, thì đấy gọi là lending. Câu số 2. We must go on working. Rõ ràng ở đây là sẵn luôn là gì ạ? Working. Vì sau cái từ on thì bị cấu gốc in. Chúng ta phải tiếp tục làm việc thôi, không thì muộn mất, đúng không? We go on working. Go phải đi với on. Thank you before. Câu tiếp theo đó là đây là một cái thành ngữ. It's no use. It's no use. Đầu tiên nhé, cái từ spill có nghĩa là bị tràn. Tức là câu này là một câu thành ngữ mà dịch ra thì nó rất là thô, nhưng mà nghĩa của nó như này, tức là sữa mà đã bị đổ ra rồi thì bây giờ mình có khóc cũng vô ích mà thôi. Thì cái cụm mà it's no use có nghĩa là làm cái gì đó cũng vô ích mà thôi. It's no use doing something, làm cái việc gì đó cũng vô ích mà thôi. Câu này có thể dùng một cái cấu trúc khác, đó là there's no point in, there's no point in doing something, cũng có nghĩa là làm cái việc gì đó cũng vô ích mà thôi. Còn nếu như các em dùng cái cấu trúc là it's pointless, pointless, it's pointless, thì nó phải là to do something. Bởi vì là pointless là tính từ thì cũng có to verb. Thì cái trường hợp này thì khác. Hoặc là có thể dùng cái câu là it's not worth, it's not worth doing something, nghĩa là không đáng phải làm cái việc gì đó.
Thì đây là những cái cấu trúc tương tự nhá. It's no use cũng giống như là there's no point in, rồi gần giống như là it's pointless, hoặc là gần giống như là it's not worth doing something. Nhưng mà các em lưu ý là trong cái câu này thì chúng ta bắt buộc phải dùng it's no use, bởi vì đây là câu thành ngữ. Câu thành ngữ thì nó khác. Thì câu này là gì? Sữa mà đã đổ tràn ra rồi thì có khóc cũng vô ích mà thôi. Gọi là it's no use crying over the spilled milk. It's no use crying over spilled milk. Đấy ạ. Cái gì, việc gì mà đã qua rồi thì cũng đừng có tiếc nữa. Đấy là cái câu thành ngữ của người ta. Câu tiếp theo. Câu số 4. I hate go out in the rain. Yeah. Hoặc là một câu cũng tương tự như vậy nhưng mà sẽ khác đi một chút. Có thể dùng câu là I don't like. Nào, câu này như thế sau nhá. Với người dùng câu như này. Tôi ghét cái việc gì ạ? Đi ra ngoài trời mưa đúng không? Dưới trời mưa, tôi ghét cái việc là đi ra ngoài đường mà khi mưa ấy. Thì mình dùng câu là I hate going out in the rain. Tôi ghét là đi ra ngoài, going. Thế này là tôi không thích người ta làm sao ạ? Chỉ thích tôi. Thì mình có thể dùng câu là I don't like people criticizing. Criticizing me. Đấy ạ, tôi không thích mọi người là chỉ thích tôi. Thì câu này nhiều khi các em phải chuyển sang câu bị động ấy. Mình có thể dùng câu là I don't like. Bởi vì là like cũng lúc anh I don't like being criticized. Bad people là có thể bỏ đi, đúng không? Tôi không thích bị chỉ trích. Thì ở đây chúng ta đã dùng cái cấu trúc bị động của danh động từ. Bình thường là criticizing, nhưng mà đây là bị động mà. I don't like being criticized. Được chưa? Các em thấy là like với cả hate. Like với cả hate. Mình có là vừa like hate cộng với to verb cũng có. Mà like với hate cộng với verb cũng có. Like với cả hate. Có cái này cộng với to verb, cái này cộng với verb. Được chưa? Nhưng mà cái trên like hate với to verb thì có nghĩa là thường mang tính chất là tình huống hơn. Ví dụ bây giờ là tôi muốn về nhà quá. I like to come home now. Thì đấy là mang tính tình huống. Nhưng ví dụ là tôi thích ăn kem, I like eating ice cream, thì tôi hay dùng verb in, thì nó mang tính chất là bản chất, mang tính chất sở thích thì mình dùng like verb in, hate verb in. Thế còn lại thì mình dùng to verb. Được chưa? Trường hợp tiếp theo. Câu số 5. I suggest doing more on the journey next time. Tôi gợi ý cái việc là chúng ta sẽ làm nhiều hơn về cái vấn đề danh động từ vào buổi tới, đúng không? I suggest thì cái này các em cũng phải cộng với mình này. Tôi gợi ý cái việc làm nhiều hơn về danh động từ buổi tới. Đấy, thì cái việc này thì mình dùng là doing, cái việc làm nhiều hơn. Các em còn nhớ cấu trúc giáp suốt không ạ? Ngoài cái suggest shopping thì mình còn cấu trúc là suggest that somebody should do something. Chúng ta đã học rồi đấy, các em xem lại nhé. Thế còn là trong trường hợp này chúng ta chỉ đang nhấn mạnh đến cái danh động từ này. Đấy, suggest doing something. Trường hợp tiếp theo. Excuse me for give you so much trouble. Thứ lỗi cho tôi vì đã mang lại cho bạn quá là nhiều rắc rối, đúng không? Thế give thì dùng là gì? Giving. Bởi vì là sau for thì dùng với giving thôi. Chẳng lẽ excuse me for to give? Không bao giờ có như vậy. Các em chỉ cần dùng đơn giản là excuse me for giving you so much trouble. Đấy chưa? For cộng giving. Trường hợp tiếp theo. Câu số 7. I can't help wonder whether
We should risk go. With down our raincoats. With down our raincoats. Nào, tôi không thể ngừng phân vân, không biết liệu là chúng ta có nên mạo hiểm đi mà không có áo mưa hay không, đúng không? Quá liều đấy, nếu mà chúng ta đi là có thể là sẽ bị ốm chẳng hạn. Thì ở đây là can't help, có nghĩa là không thể ngừng được, không thể không nghĩ được ấy. Thì là can't help, ở đây mình dùng luôn các mình, can't help wondering. Whether ở đây có nghĩa là liệu là có hay không, cũng là giống như từ if, đúng không? Liệu là chúng ta có nên mạo hiểm cũng phải có các mình. Risk going. Wondering rồi là going, nó không thể ngừng phân vân về việc là liệu chúng ta có nên mạo hiểm đi mà không có áo mưa hay không. Được chưa? Câu tiếp theo. He was browner. Oh, what the price? Câu này các em đang đề là a wedding đúng không? Sai rồi. Đấy chưa? Ở đây chúng ta có cái cụm đó là to be proud of, là tự hào về cái việc gì đấy. Thì rõ ràng là sau of nó phải là ở dạng danh động từ. Nhưng vấn đề là danh động từ chủ động hay bị động. Ở đây là anh ấy đã tự hào về cái việc là được trao giải. Anh ấy phải được trao giải chứ, còn tự hào về cái đi trao giải thì có gì mà tự hào, đúng không? Được trao giải thì phải là being awarded. Đấy, nhiều khi nó lại rất là trái ngang như vậy. Được chưa? Phải hết sức lưu ý những trường hợp như thế này. Câu tiếp theo. I don't remember. Ever see you. Tôi không nhớ là đã từng gặp bạn. Không biết là gặp bạn ở đâu nhưng mà tôi thực sự là tôi không nhớ. Nhớ là đã làm gì thì mình cũng dùng là remember bất bình. I don't remember ever seeing you. Chưa bao giờ nhớ là đã từng gặp bạn. Được chưa? Thế còn remember to verb như thế nào thì trong buổi sau tôi sẽ nói, được chưa? Trong cái tiết học sau tôi sẽ phân biệt cho các bạn thế nào là danh động từ, thế nào là to verb. Nhưng chúng ta đã học to verb thì tôi sẽ phân biệt chúng ta to verb với danh động từ. Trường hợp tiếp theo. Examine by the doctor. Examined by the doctor. He was admitted. To the sport clubs. Sau khi này, các bạn thấy là rõ ràng sau after là chúng ta cũng phải cộng với danh động từ. Nhưng mà ở đây có từ by, bởi cái gì đó nên là phải dùng là sau khi được kiểm tra. Lập tức lại giống như câu trên, mình phải dùng là after being examined. Đúng chưa? Đấy, bắt buộc là các em phải dùng những như này. After being examined by the doctor, he was admitted to the sport club. Đấy, được, sau khi mà được khám. Lưu ý cả câu thì chúng ta không được phép là cứ thấy giới từ là cho verb vào, mà nhiều khi nó còn có thể là bị động hoặc có thể là dạng hoàn thành. Được chưa? Câu này nếu như chúng ta làm đúng ra ấy, thì cho nên làm ứng dụng này after having been, dùng bị động hoàn thành. After having been examined thì mới là chính xác, nghĩa là sau khi mà đã được kiểm tra xong rồi thì anh ấy đã được nhận vào. Cái này có quá khứ mà, cái này đã là quá khứ rồi, trước đấy thậm chí là phải dùng là having been examined thì mới là chính xác cơ. Được chưa? Đấy là câu số 10. Câu tiếp theo. My uncle has given up and now nào.
Câu này như sau này, chú của tôi là đã bỏ thuốc. Ở đây là give up thì rõ ràng là cộng loving rồi, bỏ hút thuốc là give up smoking, đúng không? Và câu bên này, bây giờ thì lại thích ăn kẹo hơn là hút thuốc cơ. Thích ăn kẹo, thế là thích cái gì hơn cái gì thì mình cấu trúc là prefer doing something, prefer doing something, do gì ạ? Doing something. Ở đây mình dùng là gì? Eating. Và thích cái việc ăn kẹo hơn là việc hút thuốc. Đấy thì là mình phải dùng là doing. From eating to smoking. Đấy. Doing này. Doing này. Bình thường nhá, prefer thì các em cũng với to verb thôi. Prefer to do something thôi. Nhưng mà nếu như các em muốn nói là làm cái gì hơn cái gì thì phải là prefer doing something to doing something thì mới là chính xác. Đấy. Câu cuối cùng. Câu số 12. Câu số 12 của chúng ta xem sao. He doesn't deny. He doesn't deny he's gì đấy part in the game. Anh ấy không phủ nhận cái việc gì đấy của anh ấy, đúng không? Cái việc gì đấy mà có từ he thì rõ ràng là he này nó phải đi với bất bình. Bởi vì chỉ có danh động từ thì nó mới đi với lại tính từ sở hữu là he thôi. Thế nên ở đây phải là he doesn't deny he's taking part in the game. Bây giờ bắt buộc phải thế. Bắt buộc phải là bất bình như nào. Chứ còn nếu như mà chúng ta